Môn đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup từng viết cam kết xin bố mẹ cho đá bóng. Tại vòng chung kết của Cup nữ 2023, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chọn ra 23 gương mặt đồng hành với đội tuyển nữ Việt Nam trong lần đầu cấp mặt ở sân chơi, hấp dẫn nhất hành tinh dành cho phái nữ. Bên cạnh các chân sút kỳ cụ, nhà cầm quân gốc Hưng Yên cũng trao cơ hội cho một số cầu thủ trẻ, trong đó có thủ môn sinh năm 2003, Đào Thị Kỳ Anh. Kiều Anh cũng chính là thủ môn trẻ nhất trong số 3 thủ thành được huấn luyện viên Mai Đức Chung trao niềm tin tại kỳ World Cup năm nay, bên cạnh Trần Thị Kim Thanh hay Khổng Thị Hằng. Đáng chú ý, cô nàng đang gây sốt với bản cam kết xin gia đình cho đi tập bóng đá cách đây 8 năm về trước, khi ấy Kiều Anh mới chỉ 12 tuổi. Nay con có ước muốn đi bóng đá ở Hà Đông. Con đã hỏi ý kiến của ông bà, bố mẹ và đã cho con đi học ở ngoài đó. Nếu thử một năm, nếu con học văn hóa đi xuống thì bố mẹ sẽ chuyển con về. Con hứa ra ngoài đó sẽ học hành chăm chỉ, không đi chơi. Ngoài giờ học thể thao, con sẽ chuyên tâm về học văn hóa để đạt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Nếu không thực hiện, con sẽ về, Kiều Anh viết. Có thể thấy, khát khao và niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng tròn đã thôi thúc thủ môn gốc ưng hòa. Hà Nội nỗ lực thuyết phục gia đình đồng ý cho phép theo nghiệp cầu thủ.